Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ chia sẻ một số cập nhật của tính năng Google Dịch trên Excel. Ở đây thì mình có ví dụ một bài thơ, đó là bài thơ Qua đèo ngang của bà huyện Thanh Quan. Thì chúng ta sẽ vào phần Google Dịch này và chúng ta chọn Google Dịch. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng được hiện lên như thế này. Cột bên này sẽ là ngôn ngữ nguồn và chúng ta muốn dịch sang ngôn ngữ nào thì sẽ chọn bên này. Nếu mà chúng ta chọn cái Detect Language tức là nó sẽ tự động nhận diện cái ngôn ngữ nguồn. Đấy. Ở bên dưới này chúng ta có 3 lựa chọn. Đầu tiên đó là kết quả dịch cùng ô nguồn. Thứ hai là kết quả dịch chèn hàng mới. Và thứ ba là kết quả dịch được chèn sang một cột mới. Và cuối cùng đó là cái chữ, màu chữ của dịch thì chúng ta sẽ có tổng cộng là màu đen, xanh lam, đỏ, tím, vàng, cam, xám xanh, đỏ cà chua, xanh dương thép và xanh lá. Như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 màu. 10 màu để chúng ta lựa chọn. Mình sẽ ví dụ là màu xanh dương thép nhé. Rồi. Và ngôn ngữ của chúng ta ở đây đang là tiếng Việt. Nhưng mình sẽ để là tự động nhận dạng đi. Và mình sẽ ví dụ sang ở đây là tiếng Anh. Ở trong cái phần chọn này thì chúng ta sẽ có hơn 100 ngôn ngữ được hỗ trợ theo như cái danh sách ngôn ngữ của Google. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn sang tiếng Anh. Rồi, và mình sẽ chọn vào cái đầu tiên là kết quả dịch cùng ô nguồn. Ở bên này thì các bạn cũng lưu ý là mình đang đánh số thứ tự dòng ở đây. Để lát nữa chúng ta sẽ xem là các cái kết quả dịch nó có thay đổi các cái dòng mặc định của chúng ta không. Chúng ta cũng ấn OK. Rồi. Như vậy là bài thơ Qua đèo ngang của chúng ta đã được dịch sang song ngữ tiếng Anh. Các bạn có thể thấy là dòng trên sẽ là tiếng Việt và dòng dưới là tiếng Anh. Nó vẫn nằm ở trên các cái dòng ban đầu của chúng ta. Nó chỉ là thêm được một cái kết quả và cái màu chữ được dịch nó đã sang cái màu, đây là màu xanh thép của chúng ta. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ muốn đảo cái phần dịch này lên. Ví dụ như mình muốn đưa cái phần tiếng Anh lên trên và cái phần tiếng Việt xuống dưới. Thì chúng ta sẽ vào tiếp cái phần Google Dịch này. Và chúng ta sẽ ấn vào cái mục đảo văn bản. Ở đây cũng có hai lựa chọn cho chúng ta, đó là kết quả dịch cùng ô nguồn hoặc kết quả dịch là chèn thêm hàng. Ở đây chúng ta đang dịch là cùng ô nguồn, vì vậy mình sẽ ấn đổi chỗ luôn. Đó. Như vậy thì là phần tiếng Anh đã được lên trên, phần tiếng Việt xuống dưới và nó cũng đổi màu luôn. Tất cả nó đều nằm trong các hàng, các dòng cũ của chúng ta. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đảo lại văn bản nhé. Đó. Và mình muốn xóa cái phần đã dịch đi. Thì mình sẽ vào Google Dịch và chọn phần thứ hai là xóa phần đã dịch. Rồi chúng ta ấn xóa. Mình sẽ tiếp tục đến với lại mục số 2. Đó là mình sẽ kết quả dịch chèn thêm một hàng mới. Và lần này thì mình sẽ chuyển sang tiếng Pháp đi. Màu chữ thì mình sẽ đổi sang màu đỏ cà chua cho nó khác một chút. Rồi, sau đó thì chúng ta cũng ấn màu Go. Đó. Như vậy thì phần đây, các bạn để ý này. Các cái dòng trống được thêm vào giữa các dòng của chúng ta, đây dòng 1 này, một dòng trống được thêm vào này. Đó. Như vậy thì nó sẽ không làm mất dữ liệu của chúng ta. Nó sẽ thêm vào giữa các cái dòng cũ của chúng ta. Ở đây thì có một cái lỗi này thì mình sẽ xem nó là cái gì để mình sẽ sửa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lại chọn cái này. Và chúng ta vào phần Google Dịch. Ở đây chúng ta cũng có phần xóa phần đã dịch hoặc đảo văn bản tương tự như kia. Bây giờ mình muốn xóa đi thì mình sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ phải chọn xuống là kết quả dịch chèn thêm hàng nhé. Rồi. Như vậy thì các cái dòng vừa dịch ra đã được xóa đi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ sang cái lựa chọn là kết quả dịch là chèn cột mới này. Và đây mình cũng sẽ chọn sang một màu xám xanh đi. Và tiếng của chúng ta sẽ dịch sang tiếng Ý. Rồi, ở đây là cái cột mặc định của chúng ta là cột 1 này, cột 2, cột 3 mình đánh dấu vào đây. Thì một cái cột mới nó sẽ được chèn vào giữa cột 1 và cột 2. Chúng ta cũng ấn Go để dịch nhé.
Đó. Thì các bạn thấy đây, cột 1 của chúng ta đây, cột 2 đây và một cột mới được chèn vào đây. Và giữa hai cột này. Đó. Và đây là bài thơ đã được dịch sang tiếng Ý. Tuy nhiên thì nó có một cái phần lỗi này, thì lát nữa mình sẽ sửa cái lỗi này. Ok, như vậy là chúng ta cái phần riêng cái phần mà đảo và xóa cái cột này thì rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn xóa cái cột mới đấy thôi. Không cần phải tùy chọn vào trong này. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái phần từ điển của người dùng. Đây thì nếu mà các bạn chưa có từ điển thì chúng ta sẽ ấn vào là tải từ điển mẫu về. Đó. Đã tải thành công và bạn có muốn mở file không? Thì mình sẽ chọn yes. Đây. Thì mình có một số cái từ điển mẫu như thế này. Đó. Và cái phần mở file từ điển đây là chúng ta sẽ mở cái file chúng ta vừa tải về. Nếu mà các bạn không thích mở theo kiểu này thì các bạn sẽ có thể vào cái ổ C. Ổ C của chúng ta. Và cái mục đây, nó sẽ nằm ở trong cái thư mục Builder TV. Và đây là cái file từ điển của chúng ta. Đấy. Các bạn có thể định nghĩa thêm từ điển theo cái cú pháp mẫu của cái từ điển này. Ok, như vậy thì phần Google Dịch thì đã được nâng cấp và thêm cái tùy chọn chuyển cái ngôn ngữ dịch sang cột bên phải, chèn thêm một cột mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.